Bước vào mùa khô năm 2024 trên địa bàn Lâm Đồng, một số địa bàn xảy ra tình trạng khô hạn thiếu nước tưới cho cây trồng, bao gồm cả khu vực có công trình thủy lợi và diện tích ngoài công trình thủy lợi. Trước tình hình này, ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương linh hoạt phòng chống hạn hán với nhiều giải pháp, trong đó tập trung tuyên truyền nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ, giảm áp lực nước tưới cho những diện tích nguy cơ khô hạn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Trước mùa khô, các hồ chứa thủy lợi của huyện Đạ Tẻ đã tích nước theo kế hoạch. Tuy nhiên, theo ngành nông nghiệp huyện, một số hồ như Đạ Hàm, Tố Lan, Thạch Thất đang có chiều hướng xuống thấp, nhiều khả năng không đủ nước tưới. Riêng hồ chứa nước Đạ Tẻ, dù đảm bảo kho nước điều tiết cho các diện tích trong vùng, nhưng khoảng hơn 300 hecta vẫn bị ảnh hưởng. Đặc biệt khu vực thôn Tôn Ca Long, xã Đà Ban, xã Quốc Oai, Mỹ Đức, Đà Lây, khoảng 1.300 hecta cà phê, cây ăn quả, lúa và rau màu thiếu nước. Hiện chính quyền các địa phương đã linh hoạt các biện pháp, vừa ưu tiên nguồn nước sinh hoạt phục vụ nhân dân, đồng thời vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cây trồng, chủ động nguồn nước tưới cho những diện tích thiếu nước tưới. Cũng tuyên truyền cho bà con là cái thứ nhất là sản xuất là tiết kiệm nước, là biết là vận động bà con là nạo vét kênh mương để mà tiết kiệm được cái nguồn nước, để cái khi mà hạn hán thì cũng có cái nguồn nước đó mà mình phục vụ cho sản xuất. Thứ hai về cái trồng hoa màu thì đối với cây về cây ăn trái cái lối dài thì bà cũng khuyên thích bà con là làm những cái khu vực mà có sông có suối để mình tận dụng cái nguồn nước của thiên nhiên, và có khu nào mà nó cần thiết lắm thì cũng phải nên là khoan giếng. Và đối với cái cây lúa mà nằm trong cái khu vực mà ngập úng thì bà con ở xã là khuyến khích bà con là trồng hai vụ lúa một vụ màu, thay vì mình trồng bắp thì mình chuyển sang trồng hoa hoặc trồng dưa hấu hoặc là trồng những cái cây mà năng suất mà có hiệu quả. Tại huyện Di Linh, mùa khô năm nay dự báo có khoảng 2.000 hecta cây trồng thiếu nước tưới. Những ngày qua, ngành nông nghiệp thủy lợi tổ chức vận hành điều tiết nước theo hướng chủ động tại hồ Ca La, tổ chức nạo vét các hồ Long Quân, xã Gung Ré, hồ Đa Trê, xã Tân Lâm, hồ Thanh Bạch, xã Đinh Lạc và hồ La Òn, xã Hòa Bắc. Các xã thị trấn tăng cường kiểm soát khu vực, vị trí vùng trũng, phát triển loại hình thủy lợi vừa và nhỏ, đào ao, hồ, giếng khoan, giếng đào, dự trữ nước, phục vụ tưới cho cây trồng. Tuyên truyền vận động nhân dân nạo vét các kênh rạch, ao hồ, chủ động nguồn nước để đáp ứng cái nhu cầu chống hạn cho người cho cây trồng trong mùa khô này. Đồng thời đó thì cũng chỉ đạo các cái đơn vị quản lý vận hành công trình thủy lợi để chủ động theo dõi tích nước để mà điều tiết nước phù hợp các cái khu vực chống hạn cho cây trồng. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dung tích trữ nước ở các hồ thủy điện, thủy lợi hiện còn khoảng 90% so với thiết kế. Còn báo cáo của các địa phương, hiện cơ bản nguồn nước tại hồ, ao hiện vẫn chủ động tưới cho cây trồng. Tuy nhiên, dự báo thủy văn, nếu tình hình nắng nóng mùa khô năm 2024 kéo dài, thì trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sẽ có khoảng 9.270 hectare đất sản xuất bị thiếu nước nghiêm trọng ở vị trí xa nguồn nước. Đối với cấp nước sinh hoạt nông thôn, thì có khoảng 1.680 hộ chịu ảnh hưởng thiếu nước. Trên từng cánh đồng, những diện tích sản xuất, nhất là rau màu phục vụ Tết, hiện đang được người dân thực hiện việc tưới liên tục để đảm bảo cho cây sinh trưởng, đồng thời thực hiện các biện pháp tích trữ nước tại các ao hồ nhỏ và sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt khi nguồn nước ngầm giảm dần. Đối với diện tích sản xuất vụ đông xuân, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Bây giờ thì cái mạch nước ngầm thì càng ngày nó càng bị cái độ sâu nó keo quá, cho nên là một phần đó là để làm cho cái lượng nước nó giảm trong cái mùa khô này. Và các thôn sẽ lập những danh sách lên để mà thông báo về chính quyền địa phương để mà họ tìm cách cái hướng hỗ trợ về nước non cho bà con. Nguồn kinh phí chống hạn năm 2024, Lâm Đồng đầu tư hơn 63 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương cải tạo, nâng cấp, nạo vét hệ thống hồ đập, kênh mương thủy lợi và người dân thực hiện các giải pháp chống hạn. Theo ngành nông nghiệp, đón trước diễn biến thời tiết mùa khô năm nay, hầu hết các địa phương đều triển khai các phương án chống hạn. Tuy nhiên, thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài nên chính quyền các địa phương cũng linh hoạt hơn với các biện pháp tích cực. Để đảm bảo nước tưới, thứ nhất là cái việc chống hạn thì người dân đối với những vườn cây cà phê chúng ta, những việc mà trồng mới, những vườn mới chúng ta phải là tủ gốc là thứ nhất. Thứ hai là chúng ta phải tưới tiết kiệm, tưới theo kế hoạch đó. Và có sự hiệp đồng giữa các vùng, các cộng đồng liên quan thì chúng ta tưới luân phiên làm sao đảm bảo cái trồng được tưới đủ nước tưới không lãng phí. Dự báo trong thời gian tới thì nếu xuất hiện tình trạng nắng nóng kéo dài thì tình trạng hạn hán có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại các địa phương như Đạ Tẻ, Di Linh, Đức Trọng, Đơn Dương. Thì để ứng phó với tình trạng hạn hán thì các địa phương đã chủ động kiểm tra và xây dựng kế hoạch chống hạn
để phù hợp với thực tế. Thì qua kiểm tra thực tế tại một số địa phương thì Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã có ý kiến với một số các đơn vị quản lý hồ chứa và cũng như là chính quyền địa phương để có các kế hoạch để nạo vét kênh mương, sông suối để phục vụ cho công tác ứng phó. Các địa phương phải chủ động bố trí nguồn vốn để nâng cấp sửa chữa các công trình nhỏ do địa phương quản lý. Chủ động, linh hoạt các giải pháp chống hạn cấp bách vào mùa khô hàng năm được ngành nông nghiệp, chính quyền triển khai khá đảm bảo. Tuy nhiên, việc vận động tuyên truyền người dân hiểu rõ ảnh hưởng của hiện tượng thiếu nước mùa khô là rất quan trọng, đặc biệt là việc nắm bắt xuống giống, chuyển đổi cây trồng vào vụ của mùa khô hàng năm.